trong tuần này từ thứ 12 của clip thì chúng ta sẽ làm tiếp các bài tập về cái mảng một chiều ha. Chúng ta sẽ làm một số bài thêm một số bài tập nữa. Từ nay về sau chúng ta làm các bài tập trong mảng một chiều. Đó thì từ 15, từ 4 và 15 thì chúng ta sẽ học về chốt là cái một cái. Thì giống như tuần rồi đã nói với các bạn lý do tại sao ta không sử dụng cái dữ liệu mảng của lớp học trên, bởi vì là có đôi khi là chúng ta cần phải khai báo rất nhiều biến và chúng ta thấy rằng là những cái biến đó là nó cùng loại với nhau, nó cùng một cái dữ liệu với nhau. Thì thay vì ta khai báo nhiều biến và ta quản lý nhiều biến như vậy thì nó sẽ khai báo nhiều quản lý nó bị rối ha. Ví dụ như cho mình có 2-3 biến kiểu biến thì được, bây giờ mình có 10 biến kiểu biến quản lý thì nó sẽ bị rối. Do đó là chúng ta nếu chúng ta thấy là những cái biến đó cùng một cái nghĩa với nhau thì chúng ta có thể dùng biến dược mẹ để ta lưu. Ví dụ như trong trường hợp này là chúng ta muốn lưu là 100 cái chất nguyên thì chúng ta không thể nào khai báo là từ A1 tới A100 được, vậy chúng ta sẽ khai báo cái mẹ A có 100 từ nữ A, đi A100. Hoặc là giống như ở tuần trước thì chúng ta khai báo về một cái mẹ lưu chiều cao của tất cả các mẹ lớp này thì chúng ta có thể nào khai báo 130 cái biến từ chiều cao 1 tới chiều cao 137 được, mà chúng ta phải dùng cái mảng A137. Thì như đã nói ha, là khi chúng ta khai báo một cái mảng thì chúng ta phải chỉ định rõ là số cái phần tử kích thước của cái mảng là bao nhiêu, tức là số phần tử của mảng bao nhiêu, chúng ta phải chỉ định là số cụ thể ha. Chúng ta không có dùng là A được hoặc U hay N được, mảng nào được nhập vô cũng được. Đó, chúng ta phải ghi rõ là thứ đó là 100, 1000, 2200, 250, 250, 250. Do đó khi chúng ta sử dụng cái mảng ở trong team hoặc là team hoạt động thông thường thì chúng ta đi kèm cái đó một số n. Con n này nó sẽ cho biết là số phần tử hiện tại ở trong mảng bao nhiêu. Thì biết cái nghĩa này có nghĩa là n nhỏ hơn 100. Tức là cái mảng n nó sẽ chứa 100 phần tử và là số phần tử hiện tại của A. Do đó là trong cái trường hợp này để cho an toàn thì A thì N nào thì nhỏ hơn bằng 100 hơn bằng. Do đó là 100 coi như là số phần tử lớn nhất trên mảng. Thì chúng ta đã biết một số hàm liên quan đến nhập xuất liệt kê cũng như là tiền giấy phần tử tiền cái số dư đầu tiên trong mảng là vân vân. Thì chúng ta thấy là đây là một cái có của cái hàm nhập và hàm xuất ha. Cái có hàm nhập và hàm xuất thì đây là có của giống như từ rồi thì chúng ta sẽ chia cái có ra làm ba phần ha. Phần thứ nhất phần thứ trên thì chúng ta sẽ dùng để khai báo cái hàm, tức là chúng ta liệt kê chúng ta ghi ra coi là người có những hàm nào, hàm biết dầu thì gọi là khai báo hàm. Phần ở giữa thì chúng ta sẽ có hàm men ha, đó là cái độ tiến của men của mình. Và phần ở dưới là chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm, tức là chúng ta quy định cho là những cái hàm đó có thể chạy như thế nào, hàm nhập nó chạy sao, hàm xuất nó chạy sao, hàm tiền thứ dư đầu tiên chạy sao, hàm liệt kê thứ cả thì nó chạy sao luôn. Thì đây là cái hàm nhập mảng của mình ha. Chúng ta sẽ có hai bước, đầu tiên là mình hỏi cho người ta là em nào máy, tức là hỏi cho là số phần tử trong mảng của mình muốn nhập vô là mấy thì nhập vô mảng nào ha. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái một lần for để chúng ta nhập giá trị của từ cái A đi về trong mảng. For đi bằng không nhỏ hơn n đi bằng cộng. Chúng ta sẽ scan S vô A đi. Tức là ví dụ như nếu n đầu bằng 7 thì chúng ta sẽ nhập vô lần lượt là A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nếu mà tới A6 hay A0, A7 bởi vì là chỉ số của các phần tử trong mảng sẽ là từ 0 tới n từ 1. Chỉ số phần tử trong mảng ở trong ngôn ngữ si còn si cộng cộng thì từ không chứ không tính từ một, như là mình nói chuyện nhau bên ngoài. Thì đấy là có được hai phần nhắc lại là chúng ta nhập số phần tử của chúng ta thì giá trị của từng phần tử trong mảng. Rồi đây cũng vậy, khi mình xuất ra thì mình sẽ có số phần tử hay rồi thì mình sẽ đặt ra là từ cái con hàm đi bằng mấy, cả con bằng mấy, cả một bằng mấy, cả hai bằng mấy, cả ba bằng mấy, cả bốn bằng năm bằng mấy, cả sáu bằng mấy, phần trăm bốn ra có nghĩa là nó sẽ trừ 4 phần trăm cho cái số đó, chúng ta biết số đó có ba chỉ số và thì chia 1 phần trăm thì từ trước được tính ra thì số đó sẽ rời nhau đi giữa chừng. Đây là phần trăm bốn ra, ví dụ như mình nhận cái bài này lên
là hãy làm một trong vấn đề của chúng ta. Là kết quả này của chúng tôi là nếu cái lạc của cái khác và những gì nó chạy lên và nó sẽ có vấn đề. Ví dụ tôi nhập vô 4, 3 số 1, 2, 3 thì khi mà lên cao bạn thấy là 3 số này nó sẽ có phản cảm gì đó. Tại vì là 4 đề mà có 4 phản cảm mà là cái số này nó chỉ có 1 chỉ số mà nên là giữa nên là giữa nó sẽ có 3 phản cảm thì nhìn nó sẽ nó không bị dính nha. Thì đó là hàm nhập và hàm xuất mạng xuất nguyên ra. Trong cái đề bài thì sẽ có một số bài liên quan đến mạng xuất hợp thì chúng ta sẽ làm tương tự. Thì chúng, ví dụ chúng ta chỉ đổi một cái chỗ khá là plot A qua thay vì là plot A U thì bây giờ thay vì là I A U thì chúng ta đổi là plot A U, tức là chúng ta để theo đó mạng này không còn là mạng xuất nguyên nữa mà là mạng xuất hợp. Ví dụ như cơ thể của mỗi người ví dụ như 51 ký rưỡi, 51 ký 8 thì là 8 triệu ký thì là vâng. Nó sẽ là plot A, là bao nhiêu đó bao nhiêu, tức là mảng để chứa các thứ phẩm, tức là thứ phẩm phân á. Thì cái hàm nhập và hàm xuất nó cũng tương tự như vậy. Tôi lưu ý rằng N ở đây vẫn là Y nha, tại vì N là số phần tử. Thì số phần tử nó là Y, nên là chỉ số nguyên nha. Chúng ta không có một phần tử cũng không nào hết. Chúng ta không thể nói là, chúng ta không thể nào đó là cái mảng là cũng 1 đến 1 phần tử. 1 phần tử thì nó không tính được. Thế đó là Y cũng là số nguyên nha. Chỉ có cái mẹ A thì nó là có mà chứ còn đi thì nó chỉ có thể. Thì cũng có hai bước như vậy ha, chúng ta cũng nhập vô đây nhà được chế một dòng đề này nhà. Sau đó thì chúng ta nhập ra đi ha, chúng ta hỏi coi A không bằng mấy, A một bằng mấy, A bằng mấy chi. Lưu ý rằng bởi vì là A là mẹ số thật cho đó là A đi, nó là chỉ có ha, cho đó là 100 S cho đó. Và dĩ nhiên khi ở trang thì nó cũng là 100 S. Khác biệt nhau ở hai cái là bây giờ mẻ thứ vật thì nó là giúp 1% và 1% khác giúp cho 1% N. Còn cái số số N, số phần tử trong mẻ thì vẫn là Y. Thì đây là thầy làm sẵn lại hai cái bài từ trước ha. Như vậy thì ở đây thầy có hai cái project, một cái project là mẻ thứ nguyên, một cái project là mẻ thứ hợp. Như vậy những bài nào mà là của số hợp thì mình sẽ làm trong cái bài thứ hai, và những bài nào của mẻ thứ nguyên thì sẽ làm trong bài thứ một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở sách ra, viết sách ra để đây cho bạn ghé nè. Chúng ta mở sách ra, chúng ta mở trang rồi, chúng ta mở trang 57 ha. Kỹ thuật và chiến tranh cho các phụ nữ cho các bài tập cơ bản. Rồi, nhắc lại là chúng ta mở trang 57, cái phần đầu cái phần gọi là kỹ thuật đặt lên căn các phần tử cơ bản, loại các bài tập cơ bản. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái kỹ thuật đầu tiên gọi là kỹ thuật đặt lên căn. Từ giờ mình đã học ba cái rồi, thứ nhất là chúng ta học cái cách mà chúng ta nhập xuất là hai cái, và thứ hai là chúng ta có là một bài nhỏ để liệt kê, dù là liệt kê các chú chặt cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài đầu tiên đó là học về cái kỹ thuật đặt lên căn. Thì cái kỹ thuật này nó cũng đơn giản thôi, nó giống như người ngoài thôi. Ví dụ như chúng ta cứ tìm một cái phần tử thỏa một cái điều kiện nào đó thì chúng ta sẽ có một cái phần tử gọi là phần tử liên căn, và phần tử đó sẽ là lưu cái kết quả của mình. Ví dụ ha, ví dụ như trong lớp này mình muốn là tìm cái bạn nào mà là cao nhất trong lớp thì mình sẽ chọn lại một, mình chọn bất kỳ một bạn nào đó, ví dụ như bạn Phương đi, bạn trưởng đi, sẽ là mình giả sử lúc đầu là Phương là bạn cao nhất lớp, sau đó là còn Phương đứng là ra cửa đứng đóng cửa phía dưới lại, chỉ được ra cửa này thôi. Như vậy thì tất cả bạn sẽ đi ra khỏi lớp ha, và lần lượt từng người đi ra khỏi lớp để so sánh với bạn đứng ở cửa. Thì người đứng ở cửa đầu tiên là bạn Phương ha. Thì giả sử như mình muốn là coi là ai cao nhất trong lớp này thì chúng ta sẽ từng người đi ra khỏi lớp, bạn nào mà cao hơn cái người đứng ở cửa đó thì sẽ phải đứng lại. Như vậy cuối cùng thì người cao nhất là người ở đâu? Người đứng ở cửa ha. Thì cái kỹ thuật này mình sẽ minh họa ở trong cái lập trình, nó cũng sẽ tương tự như vậy.
Rồi chúng ta bây giờ ta sẽ làm bài 134, đó là tìm cái số lớn nhất trong mạng một chiều các số thật. 134 tìm số lớn nhất trong mạng một chiều số thật. Như vậy thầy sẽ làm ở project số 2 là men MST, tức là hàm men của mạng số thật. Rồi. Thì ra đây ha. Cái hàm của mình là lớn nhất ha. Cái hàm của mình tên là lớn nhất. Và cái hàm của mình sẽ tên là lớn nhất, và cái hàm của mình sẽ là tìm lớn nhất trong mạng số thật. Do đó là mình phải cần có hai hàm số, thứ nhất là cái mạng và thứ hai là số thật ở trong mạng. Như vậy là cái hàm lớn nhất của mình sẽ có hai đầu vào hay là hai hàm số. Hàm số đầu tiên là cái mạng thứ thật, và hàm số thứ hai là số thật tử ở trong mạng, đúng không? Có hai đầu vào á. Và hàm này sẽ có một đầu ra, bởi vì hàm này nó sẽ trả về cho mình là cái số lớn nhất ở trong mạng là thứ mấy. Đây, đó là hàm này sẽ có một đầu ra và có hai đầu vào. Thì đây là cái khai báo của cái hàm lớn nhất. Hàm plot lớn nhất là plot A hay là plot A là gì thế nào? Rồi bây giờ ta sẽ đi có, chúng ta sẽ có cho cái hàm lớn nhất này. Ta phải không phải ha, không 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 không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ minh họa cho kỹ thuật cặp đứng canh. Thì hồi nãy mình nói là đầu tiên sẽ để hãy giả sử là người cao nhất là bạn Phương, thì vậy là có đứng canh sẽ là bạn A không. Bởi vì cái mảng của mình là có từ khoai đầu phần tử, nên mình giả sử là cái ngược cái phần tử số 0 là phần tử lớn nhất trong mảng. Như vậy chúng ta giả sử có đứng canh bằng A không. Rồi chúng ta sẽ cho lần lượt từng bạn trong lớp đi ra khỏi cái phòng này, tức là chúng ta sẽ cho lần lượt, chúng ta sẽ xét từng phần tử trong mạng ha. Hồi nãy mình đã nói là A không là lớn, là phần tử lớn canh rồi, phần tử lớn nhất rồi, do đó là mình có thể mình không cần phải xét là A không ha, mình sẽ bắt đầu từ một thì coi như là một rồi, mình sẽ đi từ một ha. Rồi như vậy là for y bằng một, y nhỏ hơn n y bằng tầm. Tại vì phần tử thứ không mình mới xét rồi, mình đã nghe các bạn lớn canh. Thì bây giờ như hồi nãy mình nói, cho từng người ra khỏi lớp, và người nào cao hơn các bạn đứng ở cửa thì sẽ giữ lại. Như vậy là bây giờ nếu mà AI mà cao hơn đứng canh thì bạn bắt rồi. Thì chúng ta sẽ bắt các bạn đó đứng lại ha. Bây giờ đứng canh các bạn hãy đứng canh các bạn hãy rồi hả. Và cái kết quả cuối cùng nó sẽ trả về đứng canh, bởi vì những người đứng gần cửa sẽ là người cao nhất ở cái cầu nước, đúng không ạ? Bây giờ không bắt được cái thuật này đâu, đó nó giống như làm ở ngoài đời đó. Mình cho một người đứng ở lớp và ở đây mình chọn là cái người đang học, người đang học là cái phần là người đầu tiên đứng ở cửa ha. Để chúng ta xét các phần tử còn lại trong mảng thôi, đi vào một thì nó như nào đi vào một. Và nếu mà AI, nếu mà cái người thứ đi mà lớn hơn cái người thứ cửa thì chúng ta sẽ cho người đứng lại này ở cửa. Như vậy khi mà đi ra, khi mà xét hết các phần tử trong mảng nha thì xong, thì cái này là cái này, cái đứng ra này sẽ là cái số lớn nhất ở trong mảng, số lớn nhất ở trong mảng đó. Nó có nhiều mà nào, nó dễ quá. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô hàm men, chúng ta sẽ gọi cái hàm đó. Bây giờ đây là chúng ta sẽ gọi cái hàm lớn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm lớn nhất ha. Chúng ta sẽ tìm lớn nhất ở trong cái mạng A có n phần tử, và hàm lớn nhất này nó sẽ trả về một số plot, do đó chúng ta sẽ khai báo plot KQ bằng lớn nhất. Như vậy khi chúng ta chạy vào cái dòng có plot KQ bằng lớn nhất này, có nghĩa là KQ nó sẽ giữ giá trị của chúng ta, là giữ giá trị lớn nhất trong mạng. Giờ chúng ta in ra thôi. Số lớn nhất 2.0.3f n và KQ. Chúng ta in ra là cái số lớn nhất trong mạng là số mấy. Cái này thì n nữa để cho nó xuống dòng.
Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử bài số 2. Và chúng ta chạy ha, chúng ta chạy đây. Rồi, nhập số phân tử, bây giờ sẽ nhập 4 số đi. 1.1, 2.2, 0.3 và -4 chẳng hạn như vậy. À, mình có 4 số. Và dĩ nhiên nó sẽ báo là số lớn nhất sẽ là số 2.2. À, thì đầu tiên lớn nhất là 1.1. Sau đó thấy là 2.2 lớn hơn 1.1 thì nó giữ 2.2 lại. Sau đó thấy 0.3 không có lớn hơn 2.2 thì nó là 0.3 đi qua. Sau đó là thấy là -4 nó cũng không có lớn hơn 2.2 thì nó là cho -4 đi qua. Như vậy kết quả cuối cùng là số 2.2 sẽ đứng lại ở cửa. Và nó sẽ trả về số lớn nhất là số 2.2. Rồi, ok, bây giờ ta sẽ viết bài này vô các bạn. Bài tập ra ta sẽ viết ở bài 134. Các bạn chưa giỏi lên những bài khác nha.